Vâng, thì chỉ với 5.500.000 các bác sẽ sở hữu một con lọc Equalizer đến từ hãng Yamaha, hàng nội địa của Nhật nha các bác. Đó là những con lọc chuyên nghiệp nha, chuyên nghiệp. Có mã là Q2031. Đây là mũi vế, vế trái và vế phải, căn chỉnh cho mũi vế AB. Rất là mới nha các bác. Nếu các bác chưa thấy phần cấu hình của em nó thì các bác sẽ thấy nó rất là đơn giản, nhưng mà không hề đơn giản tí nào. Với tầm tiền này chỉ không có một con Equalizer nào qua em nó. Nếu các bác mà đang cần một con Equal xịn sò đến từ thương hiệu Yamaha Nhật Bản, vừa nghe nhạc vừa phối ghép hát karaoke với những trong những bộ dàn karaoke chuyên nghiệp, thì đây là một đối tác không thể nào bỏ qua được nha. Các bác thấy độ mới của nó đây, còn cả cái sơ đồ phía trên. Đây, mũi vế gồm có là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31 cần, và hai cần phụ nữa là tổng 33 cần. 33 mà mũi vế 33 là thành 66 cần nha các bác, 66 cần. Thì các bác sẽ biết được cái khoảng rộng của âm thanh khi chúng ta can thiệp vào rất là sang xích với nhau. Đây các bác thấy này, em đã mở sảnh ốc rồi, để tí nữa em sẽ mở cấu hình bên trong để các bác cùng xem. Mình sẽ chóng ngợp với cấu hình cực kỳ khủng của những dòng ngoại quà chuyên nghiệp. Đây là phía sau của nó, ở video mà hàng về em đã giới thiệu sơ sơ cho các bác rồi. Nó có cổng input, hai cổng input và hai cổng output nha. Dùng cổng AV 6 ly hoặc là cổng ba lăng nha các bác. Ba lăng nghĩa là cổng ba chân này. Nếu các bác xài vang và đẩy thì chúng ta sử dụng ba lăng cho nó tiện nha. Rồi, điện 100V nha các bác. Rồi, sau đây em sẽ mời các bác xem được cái cấu hình quá là tuyệt vời. Với cái tầm tiền mà chúng ta bỏ ra thì nó rất là xứng đáng. Rồi, mời các bác nha. Đây. Đấy, các bác thể xem được cấu hình của nó. Quá là khủng luôn. Các bác thấy mỗi vế IC này, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 con IC. Các bác thấy đây là một phần âm sắc và phần này. Đấy. Các bác thấy sự dày đẹp của em nó chưa? Tăng phô vàng. Đây là phần nguồn, đây là phần rè âm thanh. Đây, các bác thấy, thấy được độ mới của em nó nha. Đấy. Đây là những con lọc chuyên nghiệp nha các bác, nên nó trang bị rất là khủng. Đây là những con sò để đẩy âm thanh ra nha các bác. Đây. Đây, mời các bác xem độ đẹp của nó này. Đấy. Chỉ có một em duy nhất thôi nha các bác. Các bác nào lấy thì liên hệ cho em. Giá 5.500.000 đã bao gồm phí ship. Giá thì em cân đối rồi. Cho các bác luôn luôn giá tốt nhất và hàng phải đẹp nha. Đấy, đẹp long lanh cành đào. Đấy. Và hàng phải là chưa qua tay người sử dụng Việt Nam, các bác thể thấy được chất lượng sản phẩm và độ đẹp, độ sạch sẽ. Đây. Nhìn cái nắp không mà là đủ đã rồi. Rồi thì em cũng không nói gì thêm, thì các bác nào lấy thì cứ alo cho hai số điện thoại này nha. 5.500.000 Equalizer xịn sò của Yamaha đến từ Nhật, điện 100V. Dòng Equalizer chuyên nghiệp nhau, 66 cặp.